Xin chào các bạn đến với buổi chia sẻ thứ hai của tuần tập mắt OT 5 buổi. Thì ở buổi chia sẻ này, Duy xin chia sẻ các bạn cái buổi tập ngực theo phương pháp mắt OT. Và Duy xin mạn phép đặt cho tiêu đề của cái buổi tập ngày hôm nay là chất đàn ông trong tôi. Tại sao Duy đặt như vậy? Thì như các bạn đã biết, cơ ngực là một trong năm bài tập kinh điển, năm bài tập kinh điển của cái thể hình chúng ta. Thì ở năm bài tập này nó sẽ xây dựng giúp cho các bạn xây dựng một tố chất sức mạnh, sức khỏe rất là tuyệt vời. Và hầu như là đàn ông Việt Nam mình rất ý thức ở cái bài tập cơ ngực này. Duy quan sát thấy rất nhiều anh, rất nhiều bạn tập cơ ngực rất là mạnh, rất là khỏe ở cái bài bench press ngực ngang. Và trong phòng thể hình thì đôi khi các bạn chỉ vào tập đấy bench press rồi các bạn về. Thì đó là một cái thói quen rất là phổ biến ở cái cơ ngực của chúng ta. Thế nhưng mà đến với mắt OT thì nó có một cách tiếp cận nó khác một chút xíu so với cách tập cơ ngực truyền thống. Thì vẫn là những bài đó thôi, nhưng mà cách đẩy nó sẽ khác. Thì cách đẩy khác như thế nào thì một lát qua video Duy xin chia sẻ với các bạn. Mà tại sao cơ ngực là chỉ có đàn ông mà đàn bà không tập cơ ngực? Cũng không hẳn là đàn bà không tập cơ ngực, cũng không hẳn là phụ nữ không tập cơ ngực. Nhưng mà phần lớn các chị phụ nữ nhà ta tập cơ ngực á, thì không có sử dụng tạ free weight nhiều, mà chỉ sử dụng những cái máy stretch dry như Duy đã chia sẻ, là máy stretch dry ngực hoặc là những cái bài ngực nhẹ nhàng hơn thôi. Rất ít chị em ta khi tập ngực bench press, trừ những bạn vận động viên nữ thôi. Nhưng mà vận động viên nữ thì bạn mới thực hiện bài bench press, còn những cái chị em tập để cho mang một cái sức khỏe, một cái vẻ đẹp mà mềm mại nhẹ nhàng thì không có ai tập bài bench press này cả. Do đó bài bench press là một trong những bài tập để thể hiện cái bản lĩnh người đàn ông trước cái sức nặng của tạ, trước khả năng chịu đựng được cái lực rất là nặng của cái đòn và tạ nó đè lên người. Nhưng mà các bạn cũng yên tâm, không ai bị tạ đè cơ ngực mà chết cả. Chắc chắn, Duy chắc chắn với các bạn, nếu bạn tập thực hiện đúng kỹ thuật động tác cơ ngực thì không bao giờ tạ đè mà chết, không bao giờ tạ đè mà chấn thương hết, trừ khi bạn tập sai thì nó đè ngay cổ mới chết thôi. Cái vấn đề là như vậy. Nhưng mà rất là nhiều bạn nhắc tạ cái bài này, sợ tập nặng nó đè chết làm sao. Đó là một cái suy nghĩ nó còn rất là non trẻ, một cái suy nghĩ nó rất là thơ ngây khi mình tiếp cận với thể hình. Thì ở cái buổi tập này là một cái buổi tập cũng tương đối ngắn thôi, tại vì hôm nay Duy chỉ tập cơ ngực theo mắt OT thôi. Thì thời gian còn dư lại thì Duy cạc đô chút xíu để cho nó có một cái trải nghiệm nó thoải mái một tí trước khi mình kết thúc buổi tập. Thì để bắt đầu cái buổi tập ngực ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, sau khi khởi động 15 phút làm nóng cơ, làm cho nó có chất nhờn bôi trơn các khớp tránh chấn thương. Thì bây giờ Duy qua khởi động để làm quen với độ nặng của tạ. Mắt OT nào cũng vậy, bắt buộc phải làm quen với độ nặng của tạ trước khi bắt đầu tập chính thức. Thì ở hiệp khởi động đầu tiên, Duy chỉ khởi động với cái cây không thôi, cây Olympic 7 feet, không gắn tạ vào. Thì cái đòn này nó dài 2m2 và nó nặng đúng 20kg. Thì Duy sẽ thực hiện 12 lần cho cái hiệp đẩy đầu tiên. Và ở đây Duy cũng nói qua một kỹ thuật đẩy ngực. Duy không đẩy ngực ngang trước mà Duy đẩy ngực trên trước. Thì ngực nào trước cũng được thôi, không sao cả, không quan trọng. Thì khi mà đẩy ngực như vậy á, thì các bạn chú ý, thứ nhất là không cầm cái đòn tạ quá rộng. Mắt OT là không có cầm đòn tạ quá rộng, cầm hẹp bằng vai hoặc hơn vai một tí xíu là được rồi. Và khi xuống tạ thì hai tay nó không được dang rộng ra. Các bạn để ý video của Duy là hai tay không có dang rộng ra, hai tay Duy khép vào một tí. Và khi đẩy, không có đẩy thẳng tạ lên mà đẩy xéo. Tức là khi bắt OT mình phải đẩy xéo một tí xíu, mình xuống tạ nó rơi vào cái điểm dưới của ngực. Và khi đẩy lên thì nó rơi vào điểm giữa của ngực. Tức là trong quá trình Duy chuyển tạ lên thì tạ nó đi xéo phía trên một chút xíu. Mà một cái vấn đề nữa, để làm sao để cho đẩy được tạ mà cái tay nó không dang quá rộng. Khi dang quá rộng tay thì các bạn sẽ dễ gặp chấn thương ở cái khớp vai. Và cái nhất, cái thứ hai, nó nặng quá, nó đè thì có nước là như các bạn nói là nó sẽ đè ngay cổ và nó rất là nguy hiểm. Thì để làm được chuyện đó thì có nhiều cách khác nhau để làm. Các bạn có thể ép cái tay mình làm cũng được, còn Duy không thích ép. Mắt OT tôn trọng sự tự nhiên và Duy cũng tôn trọng cái phương pháp mắt OT mà Duy đang theo đuổi. Do đó Duy sẽ lật ngửa toàn bộ lòng bàn tay để ôm lấy cái đòn tạ. Chắc chắn bằng tập không bao giờ tạ nó trượt được đâu. Bằng tập trung vô, bằng đeo bao tay vào thì làm sao tạ trượt được. Khi nào bằng tập tới không á, mồ hôi á, nó ướt sẽ làm cho tạ trượt thì nó nguy hiểm. Còn Duy có đeo bao tay vào thì nó sẽ không bao giờ trượt được cả. Và làm ở cái lần khởi động cuối á, thì chỉ đẩy một lần thôi, làm quen mức độ tạ. Và bây giờ là qua hiệp chính thức,
Và ở hiệp chính thức thì đương nhiên cái bài đẩy ngực này thì các bạn tốt nhất nên kiếm một người partner. Người partner có nhiệm vụ, hai nhiệm vụ quan trọng. Một đó là ở lần đầu tiên họ sẽ giúp bạn đưa cái cây đòn ra khỏi giá, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là họ sẽ đứng tinh thần cho mình thôi, không đỡ, không kéo, không gì đây hết, đứng tinh thần cho mình thôi, tại vì mình phải tự thân vận động. Mình tự thân vận động, có một người hỗ trợ tinh thần mình thì mình sẽ cảm thấy rất là tự tin thôi. Chứ không có nhờ, ôi kéo lên xíu đi mệt quá, ôi kéo lên giùm đi, đỡ đi, chết giờ, tạ đè chết. Không có chuyện đó nha các bạn. Mắc OT là phải dùng chính nội lực của mình để thực hiện. Và các bạn thấy cũng chú ý một điểm nữa là khi mà tập nặng á, thì ngoài cái bao tay ra Duy còn có một cái cọng dây quấn cổ tay. Cái này rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho mình ổn định cái cổ tay và nó tăng cho mình cái sự tự tin khi mình đẩy tạ. Còn nếu không có cái này thì cổ tay của bạn có thể, bạn nào mà bị lỏng khớp cổ tay thì rất là nguy hiểm, nó kêu rắc rắc rụp rụp ở trong thì bạn cũng rất là ghê. Và đây là cũng qua một cái bài thứ hai là cũng đẩy ngược trên thôi, không có gì hết, nhưng mà Duy tập với máy. Vì những cái bài tập khác nhau nó sẽ tác động cho vào những cái vị trí cơ khác nhau như Duy đã nói rồi. Thì tập kia 2 hiệp, Duy qua đây tập 1 hiệp nữa. Nhưng mà mắc OT là những bài request, những bài tập nặng thì không bao giờ để quá 6 cái và không bao giờ để dưới 4 cái nha các bạn. Các bạn nên nhớ là những bài request, tức là những bài này nè, những bài tạ nặng như vậy nè, là phải để đúng mắc OT. Còn sau khi để xong mắc OT, bạn muốn đẩy gì đó bằng đẩy, chứ nó không quan trọng. Và bây giờ là qua bài ngực ngang. Nó các bạn xuống bằng để ý là tay gì không bao giờ mà dang rộng nó hết. Tay nó khép tự nhiên vừa phải, là cái khớp cổ tay bạn không bao giờ chấn thương, khớp vai không bao giờ chấn thương, khớp cùi chỏ không bao giờ chấn thương, mà không bao giờ tạ đè được cái bài này nữa. Mà tập như vậy thì cái tay sau nó cũng hạn chế vô nhiều, vô ích hơn, nó tập trung vào cái ngực tốt hơn, thì do đó mắc OT là bạn động tác nó sẽ khác một chút xíu. Và chắc chắn khi thực hiện động tác này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với động tác mà các bạn dang rộng ra tạ rớt cái cần cổ mà rớt xuống xong đi lên cái nước là không có cơ hội đi lên luôn. Tương tự cho máy đẩy ngược trên lúc nãy thì bây giờ cũng có máy đẩy ngược ngang. Còn máy này là máy gì, tên gì và cách tập như thế nào thì trong cái mục mà chia sẻ kiến thức về cách sử dụng thiết bị thì Duy từng lần lượt sẽ đi tới nó thôi, không vấn đề quan trọng. Đây cũng là một những máy rất là quan trọng và phổ biến của cái tạ Reweight. Thì bao giờ mắc OT cũng vậy, bạn phải tập tạ Reweight trước, xong rồi bạn phải tập mấy cái máy khác, nếu bạn còn sức thì bạn tập, không còn sức thì bạn bỏ luôn cũng được, không sao cả. Và qua đây là hai cái bài Reweight rất là quan trọng với tạ dumbbell. Mắc OT không được bỏ hai bài này. Như các bạn để ý nãy giờ Duy tập những bài ngực thì nó quay quanh ở cái mức tạ 225 pound. Thì ở cái bài này thì nó cũng phải xoay quanh ở cái mức tạ sấp xỉ như vậy. Chứ nếu mà nó nhẹ quá thì các bạn đã tập không đúng mắc OT rồi, các bạn đã bị xuống sức ở giai đoạn cuối. Điều đó do bạn phục hồi không đủ, thiếu chất dinh dưỡng và độ tập trung không cao thì nó mới bị mất sức. Còn nếu bạn buổi tập của bạn trong mắc OT không được phép mất sức. Mất sức là bỏ, tức là tới buổi tập bạn đó là thất bại rồi. Nó phải duy trì sức từ đầu tới cuối. Thì trên nguyên tắc cái ghế inline nó sẽ đẩy yếu hơn ghế flat một tí, tức là ghế dốc lên á, nó sẽ đẩy yếu hơn cái ghế phẳng một tí. Thì bên đây các bạn sẽ thấy gì đẩy 95 pound mỗi bên, thì ghế dưới gì sẽ đẩy 100 pound mỗi bên. Nó lên xuống tạ nó phải hợp lý rồi để mắc OT được. Còn các bạn bật ở dưới bật lên thì các bạn không thể nào mà lên xuống tạ nặng được. Cái đó gì đã nói những năm trước rồi. Và ở cái bài này thì Duy cũng muốn chia sẻ cho các bạn cách đẩy là vẫn trên nguyên tắc không gian rộng tay. Nhưng mà khi tạ xuống các bạn xoay vào. Còn để ý nha, khi tạ xuống các bạn xoay vào tùy vào độ nặng của tạ mà bạn xoay nhiều xích. Khi bạn xuống bạn xoay vào một tí. Đấy, thì nó sẽ ăn vào ngực tốt hơn. Thì cái đó là cái tip của mắc OT. Thì khi bạn tập luyện đến một cảnh giới nào đó thì cái chuyện khống chế tạ là một vấn đề rất là đơn giản. Cho dù cục tạ nó có nặng đi chăng nữa thì bạn cũng phải khống chế nó, bạn điều khiển theo mức nó. Thì lúc đó bạn là thành một dân thân thực thụ rồi đó. Khi xuống như vậy thì tạ nó sẽ tì vào ngực một phần. Nó tì vào ngực một phần và cái tay bằng chiêu lực lại. Thì chắc chắn không bao giờ mà nó đè bằng được hết. Rồi khi bạn ổn định xong thì bạn mới
mới lên tạ, bạn mới lên tạ. Và khi lên như vậy ở cái động tác đầu tiên á, do cái động năng nó bằng không, năng lượng rất ít, nên bạn có thể nhờ người bạn bạn phụ một tí, 1, 2, 3 lên, nó là người ta hiểu, người ta đẩy lên một cái cho bạn lúc đầu thôi. Còn mấy cái xa là bạn tự đẩy, không có nhờ nữa. Khi bạn xuống tạ thì bạn tự thu tay vào, từ từ bạn thu tay vào rồi bạn bật người dậy xuống, chứ không có quăng tạ nha bạn. Tập văn hóa thể hình là không có quăng tạ. Bạn có thể bạn coi clip, bạn thấy C Cutler tập quăng tạ ầm, nói cái đó là style học theo. Đôi khi không phải những người nổi tiếng làm những việc là hợp lý đâu. Mình tập làm sao phải chừa sức ở cái cuối, nó phải còn một chút sức để mình khống chế tạ, mình cất nó cho nó đàng hoàng, chứ không phải bạn quăng tạ vô tội vạ. Quăng tạ vô tội vạ, tạ nó hư là một chuyện, cái thứ hai nữa bạn quăng không khéo là bạn chấn thương bạn luôn. Và qua cái bài free weight cuối cùng của cái cơ ngực ngày hôm nay, đó là cái bài chống xà kép để tập ngực dưới. Về trên nguyên tắc á, thì Duy thích tập ngực dưới bằng cái bài này hơn so với cái bài đẩy ghế deadlift. Ghế deadlift đẩy thì cũng được, nhưng mà mình đã tập inline plus rồi, mình qua deadlift nó chán, nó không có gì một cái lạ. Duy thích tập bài dip hơn. Bài dip nó rất là căng thẳng, rất cần não. Khi bạn khẳng định được, khống chế được mức độ tạ nặng thì nó rất là sướng. Cá nhân tôi rất thích bài này. Và nãy giờ Duy tập thì cũng trên 9 hiệp rồi đó, rất là nhiều. Nhưng mà tại do cái sức Duy nó tới đó thì Duy cứ tập thôi, chứ không Duy không cố định ở mức là phải tập dưới. Mắc OT có cái Duy tuân thủ tuyệt đối, và có cái Duy phải điều chỉnh một chút xíu cho nó phù hợp với mình. Chứ bây giờ mắc OT kêu mà tuân thủ là đúng 9 hiệp nghỉ thì đúng 9 hiệp, nhưng mà sức Duy còn quá trời rồi sao nghỉ. Nó phải tập tiếp thôi, tập nào cho mình cảm thấy nó hết sức, nó đuối sức ở cái phần request thì đi qua mấy cái máy stretch ride tập tiếp. Chừng nào cạn sức luôn đi nghỉ phục hồi. Lúc đó uống protein vào, uống đường Nico vào để cho nó phục hồi cho nó tốt. Và bây giờ là qua cái máy stretch ride, nhưng mà stretch ride phần cái cơ fly, bed dead fly nè. Thì cái máy này Di đã chia sẻ rồi, và cách sử dụng cũng đã chia sẻ rồi. Thì ở cái này cái máy này là một cái máy tập tốt nhất cho phần cơ ngực trong, hay là cơ ngực trong mà có ép ngực, ép bằng tạ dumbbell cũng được, ép bằng tạ dumbbell cũng là một cách, nhưng mà nó sẽ không có dễ bằng ép bằng cái này nó ép sẽ dễ hơn. Còn trong trường hợp không có máy này thì mình phải chạy qua nữa, mình ép bằng tạ dumbbell hoặc là ép bằng calf. Còn trường hợp có cái máy này mình tập cho nó nhanh, chủ yếu là mình tập cho nó nhanh, mình không có ngồi đó lựa từng cục tạ, mình bê lên bê xuống rồi mình làm thì nó lâu hơn. Cái máy này Duy tập Duy chỉ nghỉ 30 giây thôi, tập xong đi ra uống ngụm nước xong rồi đi vô tập tiếp, tập 3 hiệp liên tiếp vậy là xong phần cơ ngực. Và cuối giờ của buổi ngày hôm nay thì Duy chạy bộ thôi. Duy cardio, Duy không chạy bộ, Duy thích đạp xe hơn, mà đạp xe cũng vừa phải thôi, đạp xe HIIT có 10 phút à, chứ không có nhiều. 10 phút là xong trình tập luyện. Thì ở buổi tập này kết thúc khoảng chừng 30 tới 35 phút. Buổi tập ngày hôm nay kết thúc khoảng chừng 30 tới 35 phút. Thì thời gian đi bằng cardio thêm 10 phút là đúng 45 phút luôn. Thì buổi tập thường của Duy là kết thúc đúng 45 phút. Xong 45 phút đó thì tán gẫu nói chuyện hay là chơi bời cái gì đó thì chuyện nó tính sau. Nhưng mà trong buổi tập phải tập cho nó nhiệt tình vào. Thì cái buổi tập ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ về mắc OT sau.